cho cô. Cô hãy cho biết khi Levitsy đi theo sự nghiệp game thủ thì thời điểm đó cô đã nghĩ gì và lo lắng những gì? Thời điểm đó tôi rất là lo lắng cho con trai của tôi. Nhưng vì duyệt huyết và đam mê của cháu nên thương con, tôi đồng ý và ủng hộ cháu. Chào anh, hiện tại gia đình cảm thấy như thế nào về công việc của Levit? Gia đình đã yên tâm chưa? Dạ, cũng hơi yên tâm anh à. Và công việc thì cầu mong cho em nó ổn thỏa, ổn định trong vòng vài năm tới. Hy vọng là cái nghề này nó sẽ phát triển hơn nữa. Thưa cô, tính cách của Levit có sự thay đổi như thế nào so với trước khi trở thành game thủ chuyên nghiệp? Đối với con trai của tôi thì tôi vẫn thấy cháu vẫn hiền lành, vẫn vậy và ngoan ngoãn, không có thay đổi gì hết. Không chỉ có công việc nghiêm túc ở Việt Nam được người Việt Nam hâm mộ mà còn được đi khắp nhiều nước trên thế giới và cũng đã có người hâm mộ ngoài quốc tế. Hiện tại Levit đang cùng cả đội đại diện cho cả Đông Nam Á có mặt tại nước Mỹ, cường quốc để thi đấu cùng với các đội tuyển mạnh khác trên toàn thế giới. Anh cảm thấy như thế nào về điều này? Rất là hạnh diện và không biết nói gì hơn, là rất là tự hào về Levit. Mong cho em đạt được tỏa sáng ở bên Mỹ và cho người nước ngoài biết Việt Nam mình không phải là dạng vừa. Cố lên thằng em. Có điều gì mà cô rất muốn nói với Levit nhưng chưa từng nói không? Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, mẹ con thường hay tâm sự. Rồi cho nên coi như là cũng không có gì. Rồi coi như là mẹ chúc con cố gắng và tự tin trên con đường con đã chọn. Thưa anh, nếu chúng ta vô địch, giải thưởng cho đội vô địch là hơn 30 tỷ đồng và nhiều cơ hội khác rộng mở, Levit đã phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực suốt 2 năm qua để có được cơ hội này. Điều mà anh muốn nhắn nhủ đến với Levit trước thêm giải đấu quan trọng quyết định này là điều gì? Cũng không có điều gì to lớn nhắn nhủ cả. Bởi vì anh em cũng có thường xuyên là gọi cho nhau. Nên chúc thằng em thành công và mãi thành công. Còn cái chuyện tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là hãy tự hào về mình là người Việt Nam. Xin chào gia đình. Bây giờ có một bức thư từ Levit gửi về cho gia đình. Xin phép được đọc cái bức thư này. Gia đình thân mến, vậy là đã hơn 2 năm kể từ ngày chúng con theo đuổi con đường vận động viên thể thao điện tử. Người ta hay gọi với cái tên game thủ chuyên nghiệp. Những thời gian qua, ngoài sự nổi tiếng, nhiều sự quan tâm yêu mến của người hâm mộ, ngoài tiền lương hàng tháng và tiền thưởng mỗi khi vô địch, chúng con đã cùng nhau có được nhiều thứ khác. Chúng con đã biết tiền bạc không phải là đích đến cuối cùng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Điểm mà chúng ta nên hướng tới là sự trưởng thành, sống có trách nhiệm, sống tích cực và có ích. Chúng con ở đây không chỉ cùng nhau theo đuổi đam mê, chúng con đã cùng chia nhau những gói mì tôm lúc chỉ có 2 bàn tay trắng, cùng nhau học cách làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng chúng con vẫn đang cố gắng từng ngày để phát triển. Chúng con đã trải qua những bài học lớn trong cuộc đời, bài học về gia đình. Khi con tự làm ra những đồng tiền đầu tiên, con đã cảm nhận được sự che chở và hy sinh của gia đình dành cho con từ bé đến lớn. Con đã biết kiếm tiền khó khăn như thế nào và con đã cố gắng học cách sử dụng đồng tiền hợp lý nhất. Bài học về đồng nghiệp, con nhận ra rằng để cùng nhau có được kết quả cao nhất thì chúng con phải biết đoàn kết và giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Và muốn đoàn kết thì phải thực sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Chúng con học cách thẳng thắn với nhau để cùng nhau phát triển, học cách tôn trọng sự khác biệt về tính cách và hoàn cảnh gia đình của nhau. Bài học về công ty quản lý, chúng con đã hiểu được rằng chúng ta không nên chỉ cho quyền lợi của bản thân mình, mà chúng ta còn quan tâm đến tổ chức nơi đã dẫn dắt chúng ta có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Bài học về trách nhiệm với hành động của mình, khi chúng con được nhiều người biết đến, chúng con biết rằng mỗi việc mình đều làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Vì vậy, chúng con đã luôn cố gắng cư xử đúng mực và suy nghĩ tích cực nhất có thể. Bài học về yêu thương bản thân mình, chúng con đã học được cách tự chăm sóc bản thân, ăn ngủ đúng giờ, làm việc chăm chỉ và giải trí lành mạnh. Chúng con suy nghĩ về tương lai nhiều hơn, cố gắng giỏi hơn từng ngày. Quan trọng hơn tất cả, chúng con đã biết gia đình không mong chúng con giàu sang hay nổi tiếng, mà là mong chúng con trưởng thành và có thể tự chăm sóc bản thân mình, có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì những điều đó, xin ba mẹ, anh chị em và người thân hãy yên tâm, tin tưởng ở chúng con. Chúng con đang sống rất tốt, mỗi ngày đều cố gắng tương lai cho tương lai mình từng chút một. Những ngày tới, chúng con sẽ bước vào những trận đấu đầy căng thẳng cũng như đầy háo hức. Chúng con sẽ cố gắng hết sức mình. Mọi người hãy dõi theo và ủng hộ cho chúng con nhé. Chúng con là Divay Esports. Trên đây là bức thư của Levit gửi tới gia đình. Vậy cô và anh có
cảm giác gì không ạ? Cảm giác là em nó, nếu mà đã biết được bức thư như vậy thì em nó đã trưởng thành rồi. Và cũng không có mong gì hết. Chỉ mong em hãy đã biết ra được như vậy thì hãy làm theo những gì mà em đã biết. Và cô ạ, à, cô có lời gì nhắn nhủ cho tới em David không ạ? Mẹ rất vui mừng vì con trai mẹ đã trưởng thành. Con hãy cố lên và tự tin. Mẹ chúc con thành công. Rồi, xin chào các bạn. Khi David đi theo sự nghiệp kim thủ thì các bạn có suy nghĩ gì về việc đó không? Mình tin là David sẽ thành công và mình tin vào khả năng của David. Còn em thì hơi bất ngờ về David khi đi thi đấu chuyên nghiệp. Em cũng chúc mừng các bạn. Thì mình thì tin bạn mình thôi. Đó đam mê của nó mà. Còn mình thì mình cũng tin là David sẽ thành công. Tính cách của David có sự thay đổi như thế nào so với trước khi trở thành game thủ chuyên nghiệp? Tính cách của David thì nói chung thì không có gì thay đổi hết. Thì đa phần thì sẽ dành thời gian vào game nên hai đứa cũng không có tâm sự gì nhiều. Nên em nghĩ sẽ không thay đổi. Em cũng đồng quan điểm với bạn bên cạnh, không thay đổi bao nhiêu hết. Em thì chả thấy nó thay đổi gì, nhưng mà thay đổi một cái là ngủ nhiều hơn thôi. Em thì thấy David cũng có chảnh hơn. Nhưng mà David cũng có nói với em là mình phải chảnh như vậy để mình giữ hình tượng của mình. Nên em cũng thông cảm cho bạn. Rồi các bạn cảm thấy như thế nào khi David cùng đại diện Đông Nam Á thi đấu tại Mỹ? Em cảm thấy rất tự hào khi có một người bạn tài năng như vậy. Còn em thì cảm thấy ganh tị khi mình quá tệ. Em thì thấy cũng bình thường à, tại đâu phải lần tại mấy lần trước là do visa rồi thôi, chứ không thôi là bạn mình cũng lên tầm quốc tế rồi. Còn em thì cảm thấy rất tự hào vì người bạn của mình đã mang màu cờ sắc áo của dân tộc ra với thế giới. Đúng. Có điều gì mà các bạn rất muốn nói với David nhưng chưa từng nói không? À, em thì không có điều gì muốn nói hết, tại xưa giờ chơi với nhau thì tự biết rồi. Còn em thì chắc có rượu rồi bia vô thì em có thể nói ra hết. I love you. Còn em thì muốn nhắn nhủ với David là phải cố lên, giữ vững phong độ của mình. Và điều quan trọng là người yêu cũ mày mới vừa lấy chồng.